Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Thái Thuốc Bổ. Hôm nay mình sẽ reaction một cái MV mới ra của Cốt Tôi nha, Kenny You nha. Đó, Duyên Trắc Trở, Kenny You, Be Love, Chanon Lee. MV Music Official 4K. Chà, 4K, có 4K thiệt không nha. Có 4K thiệt luôn. Trời ơi trời, cho tới nha. À, cái thứ nhất là 4K, cái thứ hai là người đăng ký tăng lên, cái thứ ba like và dislike không còn như xưa nữa nha. Hôm nay người ta đầu tư chỉnh chu và chuyên nghiệp lắm rồi đó. Cái quan trọng là có phụ đề luôn nè anh em ơi. Chết rồi, kỳ này xong với Kenny You. Thủ lĩnh độ mà đã trở lại và comeback độ một màn độ mà chắc đẳng cấp lắm đây. Go coi anh em ơi. Nếu bạn thấy không thể mệt trong người, cuộc đời bạn đang chút khổ, làm cách mấy thì mà vẫn không cười, tìm ngay đến Thang Thuốc Bổ. Bạn từ từ, để tôi coi cái áo coi. Barcelona. Sao cái logo này nhìn nó bị ảo ảo quá ta. Logo này như là vẽ vẽ chưa đúng logo của Barcelona hay gì nè. Đó. Nhưng mà make up bữa nay đẹp trai quá nha. Barcelona 1899 sơ mi đen. Ok, giác ba lô đi đâu đây? Ôi ông Hoàng Đinh. Ông này là ông Hoàng Đinh Đinh Hoàng gì trên Facebook nè. Ông này có kết bạn với tôi nè anh em. Ông này có kết bạn với tôi nha. Ông này đóng cái vai gì đây? Giống gái đứng đường quá má. Đường mà giống gái đứng đường vậy má. Trời ơi. Nắm sĩ. Hoàng Đinh nói anh ơi nắm sĩ báo phòng luôn anh ơi, nắm sĩ báo phòng anh quất 5 cái cũng được nữa. Có cái mặt anh đi diêu kìa, cái mặt anh đi diêu kìa, nắm sĩ nó không chạy. Thôi coi kênh đi diêu phản ứng sao nha, kênh đi diêu phản ứng sao nha, quá tới rồi nắm sĩ. Kenny You đi luôn, không quan tâm. Đi xe ôm không anh? Anh chở em vô trong sớm nha. Má Kenny You không biết đi đâu mà đổ má. Vừa vừa tới cái sớm này là hoặc là vừa tới cái nơi này là đổ má gặp gái đứng đường là chết mẹ rồi. Trời ơi, MV quay kìa, like cam nha anh em, like cam nha. Đục mã có việc sắp rồi. Sau bao năm anh quay trở về tìm lại cô gái của năm xưa, không cần ngày đó bất chợt ùa về những. Ôi sao địch con mẹ ông để đồ của má, phụ đề là tiếng Việt mà đúng không? Vậy là đồ của má, vậy là ông chỉ để cái lời thoại trong trong rap thôi, ở trong đây thôi hả, chứ không có phải là lyric hả? Vãi lồn, tôi tưởng có lyric để đọc chứ không. Bao năm anh quay trở về tìm lại cô gái của năm xưa, không cần ngày đó bất chợt ùa về những kỷ niệm ngày nào dầu như mưa. Anh vẫn là anh chẳng hề thay đổi, một lòng thương em như ngày đầu. Bấy lâu nay tao dành được số tiền để làm vốn để cưới bé Tiền. Giờ đây chính là lúc anh thực hiện lời hứa chẳng để cho em phải chờ lâu. Tao nghĩ mày không cần qua nữa đâu. Bây giờ là không có việc súp. Và chỉ coi là việc súp của MV thôi, chứ không phải là việc súp của lyric nha anh em. Đó. Ok, thì mình bây giờ là mình chuyển qua phân tích MV luôn nha, chứ không phân tích lyric nữa nha. Đâu, nhưng rồi mọi thứ tan vỡ, ngày anh về. Sao? Tiền đã có chồng 3 năm rồi. Em đã là vợ người ta thật. Hả? Kêu cái mặt hả của Kenny You kìa. Anh vợ, ngày anh về em đã là vợ người ta. Hả? Hả? Tao không tin đâu. Hả? Thật sự phụ phàng ở ngay trước mặt khi đôi hoa chưa trao bụng duyên heo mộ. Chết con đĩ mà em có chồng rồi. Nó là thằng bản thân mà anh từng gậy gầm. À, ba năm trước, ấy hai người thành đôi làm cho con tim này nhồi buốt đau lắm. Bởi à, thằng bạn thân anh gửi gắm và bây giờ là hai người thành đôi, con tim này buốt đau lắm. À, là xưa đi lên Sài Gòn hoặc là đi đâu á buông đi làm xa gửi người yêu cho mình cho thằng bạn, má biết gửi biết chỗ gửi ghê luôn. Gửi này là có lãi luôn nè, đồ má về rồi má có thêm một người bạn nữa. Có thêm một người bạn nữa luôn, có thêm một người bạn nhỏ nữa. hai người đó hùng vốn nhau luôn, rồi có thêm người bạn nữa. Kenny You đồ má cũng cũng hay, cũng suy tính hay chứ bộ.
Đụng á, lúc đi á có hai người bạn, lúc về có ba người. Sống xưa không còn anh dâu, bóng dáng ai đó đứng đợi chiều hoàng hôn. Tình yêu đẹp phút chốc tan biến, sau bao năm hứa hẹn người xa nông thôn. Cuộc sống em giờ đã êm ấm hạnh phúc. Cái chỗ này sao mà tôi nghe lại coi. Sau bao năm hứa hẹn người xa nông thôn. Đây nè, chỗ này nè, chỗ này bị gì nè. Đứng đợi chiều hoàng hôn, tình yêu đẹp. Để chiều hoàng hôn mà thấy ok rồi đó. Hoàng hôn, tình yêu đẹp phút chốc tan biến, sau bao năm hứa hẹn người xa nông thôn. Rồi xa nông thôn, sao mà cũng sao. Ông phải chắc lọc lại, ông phải viết gọn cái câu lại một xíu, chắc lọc từ lại một xíu, ngắn gọn lại một xíu cho nó khớp biết coi. Cuộc sống em giờ đã êm ấm hạnh phúc bên họ và đã có đứa con. Bận đó thấy không, có đứa con. Tôi phân tích là độ má không chạy đâu được độ. Lúc đi hai người, lúc về ba người. Anh thì trở nên hụt hẫng, mọi thứ đều nặng xung quanh là lỗ toan. Còn năm quay trở về mọi thứ không, mà cái này quá khứ, này quá khứ. Em chẳng còn vườn lan, đó là lúc anh cảm nhận được vị trí quá khứ. Em chẳng đẹp còn quá hang, bao năm quay trở về. Lòng má che mưa lá chuối rách hết trơn, che gì nữa. Che vậy thì bỏ xuống mẹ đi, tắm mưa mẹ đi cho vui, che cái gì lựa lá chuối rách, kiếm lá chuối nào lành lặn xíu được không. Mọi thứ thay đổi sau hè nhà em chẳng còn vườn lan, đó là lúc. Sao ông cố này đủ má, cái tướng chạy hài quá ba. Còn vườn lan, đó là lúc anh cảm nhận được vị trí tim em chẳng còn cố tưởng khang. Có mấy chiều ta vẫn thờ nhìn nhau, đến cuối đường ta vẫn làm mình đau. Giống hết ta vương tiệt lắm vô thường, nắng chết say đông ta chỉ là người từng thương. Mưa chén đau quên những ngày hừng đông, gió kéo về xua đi trời đầy giông. Má cái melody đủ má, cái melody này đúng trái nha. Cái melody này được cái chữ trái của tôi nói, cái melody này được hiểu theo nghĩa đen nha anh em, chứ không phải cái melody này trái theo nghĩa bóng như là cái melody của cùng Kenny Yu hát nha. Má cái melody này nghe gắt quá nhờ, nghe hay nhá, hay đó. Dương chắc mong mình làm ướt áo ai về, quên hết câu thơ. Tôi gọi hàng bạn này giao cho nào. Đất Sài Gòn anh chỉ mong đến ngày trở về để tìm gặp lại người em ghé nhỏ năm xưa đã cùng anh ước thề. Kỳ ta xa mặt nhưng không thất lòng, tình cảm anh trao em vẫn thơi. Vẫn chỉ duy nhất bên trong con tim hình bóng con người em gái quê. Và lời em nói dù như thế nào thì ta vẫn sẽ là của nhau. Anh cứ nha, yên tâm mà lo sự nghiệp em chờ anh về không sao đâu. Nhưng cho anh ngờ những lời anh em nói giờ nha. Đây như nước trôi qua cầu, chỉ còn riêng anh là một anh ngốc. Lời em nói giờ thì sao? Tự anh đâu, tự gục ngã, rồi tự khóc, rồi tự lo. Tự vợ em, vợ người khác, anh ôm trong tim nỗi sầu. Những năm tháng anh gửi xa quê, còn em ở đây hạnh phúc. Ủa sao cái cảnh này đủ mà có cái chòi này sao đủ mà tôi giống đủ mà giống cái MV của Dắt quá ta. Phải MV của Dắt không ta, cái bối cảnh này giống chỗ của Dắt quay quá vậy. Và giờ khung cảnh không thay đổi, chỉ giờ có thay đổi là nỗi lòng. Ừ thì thôi chúc em hạnh phúc. Con chiêu một mình anh Khang và không muốn yêu bất kỳ một ai khác à. Và những tháng mày sau này được vui bất dạy một thằng đàng hoàng mà mày không tháng chịu. Tháng mơ mộng hạnh phúc thì vậy giờ đây anh chôn vùi. Mày chịu cái thằng đó bờ sông nhỏ nhẹ. Mày muốn bà con ở đây họ cười vô mặt tao hả? Nhẹ lục bình kia lại đung đưa. Anh ngồi gom hết những kỷ niệm cũ rồi thử thiệt theo mà em đi chất lượng quá nhờ. Tao thấy nhà thằng Tính nó khá giả. Mày cưới nó về sẽ tốt cho mày. Cuộc đời đầy lắm bất ngờ. Mà mày còn cãi lời tao thì mày đi ra khỏi cái nhà này. Chắc một phần ông trời đã sắp đặt niềm tin hy vọng trong anh lùi tàn. Em ơi thiệt con tim quá anh đi mà. Thật vậy lâu nay anh như tên thờ. Khi cứ mãi trông chờ bộ chuyện cổ tích, cứ nghĩ chân thành là tất cả. Em cho anh bài học thật bổ ích. Tạm biệt em lần cuối rồi anh đi. Chúc em hạnh phúc. Hôm nay em đi chơi có vui chồng. Xin không. Được quan tâm. Em muốn ăn gì không anh mua. Anh chỉ biết nói về câu thật ngắn gọn, nhưng mơ ước của vài năm trước giờ đây. Ôi Kenny Yu đi ngang qua nhìn can mắt kè căng quá nha. Hạnh phúc với những gì đã chọn, xin đừng quan tâm cuộc sống của anh, chỉ biết nói về. Ôi ôi nhìn đánh mắt kìa, đi ngang qua luôn. Và hai người này đồ ấy Trang khúc đầu là không thấy Kenny Yu luôn nè. Má Kenny Yu diễn khúc này Trang gặp lại người yêu cũ của mình đồ anh đi đang trong tay với thằng bạn của mình. Mà độ má bây giờ độ má cái ánh mắt này diễn tôi giống như cảm giác như là độ Kenny Yu đã chết rồi đó, hiện hồn về đó anh em.
cấu thật ngắn gọn nhưng mơ ước. Quay qua thấy nha, quay qua thấy nha, bỏ luôn, bỏ thằng đó luôn, quay là ôm người yêu cũ của mình liền. Giờ đây đã hóa thành tàn cho em vui bên mà. Hiện tại cùng thú chất chứa nội phiền lo, phải làm sao để không suy nghĩ. Má Kenny vui sao phê quá nhờ. Ôm cúc này sao tôi thấy Kenny vui đủ mới phê quá anh em. Thấy đủ mới rên luôn hay gì. Nè có kỹ nha. Nội phiền lo, phải làm sao để không suy nghĩ khi cuộc đời. Tới cứ phê. Phải làm sao để không suy nghĩ khi cuộc đời vẫn xấu hổ giống thấu. Thôi tự nhủ là cũng là phải đứng dậy dù cho thế nào cũng. Mày đi ra cái đồ mẹ thì mày làm có nó phê rồi mày không thấy gì mày làm hoài à. Thằng này bảo đảm chạy lại nghe nói gì đó bị ra là làm không thấy nó phê gì mày làm hoài à. Vậy cô nếu cùng quê nhỏ chứ bố kỷ niệm. Trời ơi quánh kìa. Anh đừng có đánh anh ấy. Sự ở trong lòng dù buồn hay vui cũng đáng chân à, trọng. Cái này như sao MV nào cũng bị đắm cái tội nghiệp tai bay. Nơi đây sau giờ lại lầm chỉ còn mình anh ở nơi đây. Cô đơn bao quanh chẳng chịu buông bỏ, đồng hành bên cạnh là cỏ cây. Má quanh bùng luôn máu hết trơn rồi ơi. Nè cái này như tôi nói ông nè. Ông bận áo nè mà ông bị quánh bung nút áo, mày mốt rút kinh nghiệm làm cái MV ông kiếm cái nút áo nút cho tôi chứ ông đừng có nút bấm. Một là tét luôn nhìn cho nó thật chứ đụng quánh bung ra kiểu này đụng má nhìn nó hài quá. Ông quánh đi chang là giống ông bị quánh bung áo ra giống như là đụng nó bị xỉn đi nhậu về. Đi nhậu về đó chứ không phải là bị quánh đúng không? Nhìn nó luôn á, nhìn nó hài hài sao nha. Nhưng cố kiềm nén thời gian sẽ chung vùi đi tất cả. Anh tin gần chạy cấu cố mất. Anh có đâu không em làm cho anh nha. Không còn bất ngờ. Đào. Đến cuối đường ta vẫn làm mình đau. Thôi nha, hồi nãy ôm có con cái là đủ má. Kenny Dương là phê rồi đó. Kenny Dương con ngựa Kenny Dương nhạy cảm lắm nha. Ôm một cái là đủ phê rồi đó. Bây giờ đè Kenny Dương xuống để Kenny Dương nằm kiểu này ha. Là đậu má Kenny Dương chịu đéo được đâu đó. Kenny Dương chịu đéo được đâu đó. Kenny Dương bắn pháo hoa gán chịu khúc này đó. Thôi à không có làm gì nữa à. Nãy ôm một cái là tôi thấy cái con người của ông này nhạy cảm rồi đó nha. Thôi bỏ đi đi. Bỏ đi liền được. Chứ tôi tưởng làm gì khúc đó là không được. Má vải lồn mà áo vét luôn kìa. Cái lồn má chết. Chết. Giống ông chủ ấy à. Giống đại ca ấy à. Cái lồn má ơi. Quên hết câu thề tơ duyên này đèn pha. Giờ ai đã xa gắt quá, rồi gắt quá. Vắng ai ngồi chờ. Cái gì vậy? Anh em xin đôi à. Đồ mà vậy là đéo phải rồi. Tôi tưởng cái cảnh tiếp theo à thì ra là anh em xin đôi của Kenny Diêu về gặp Kenny Diêu. Em về mẹ có biết không? Khanh à. Kenny Diêu là Khang. Hùng hả? Dạ không anh. Giờ em giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì anh? Giờ em đưa bé Tiền lên thành phố mướn nhà cho bé Tiền ở trước. Còn em xin đôi. Anh sắp xếp công việc ở đây. Khi nào hết bệnh anh lên. Sao anh không để bé Tiền ở đây lo cho anh? Đủ. À, Kenny Diêu tính ra tôi nói thật chứ anh em. Kenny Diêu đồ mà tôi khen Kenny Diêu diễn xuất được đó. Diễn xuất được đó nha anh em. Diễn xuất được đó nha. Cái mặt cháu này nè. Đây là phút máy đây. 4 giây 56 phải không? Để trả lại nè. Anh em coi nè. Cái mặt này á là đóng vai một cái thằng em. Đó, y chang là có quyền hạn, có tiền cổ nọ, rất là bảnh bao, nó mặt rất là nghinh. Quay qua cái mặt thằng anh nè. Đúng không? Nhìn rất là bừng và rất là nghèo. Đó, y chang là có con mắt á. Đó, Kenny Diêu tôi khen Kenny Diêu nha, khen Kenny Diêu nha. Cái nào hay mình khen nha, khen thật sự đó anh em thấy rõ ràng đúng không? Một mình đóng hai vai mà diễn vai nào ra vai đó rõ ràng. Đó, ok. Sao anh không để bé Tiền ở đây lo cho anh? Em cứ làm theo lời anh đi. À, Kenny Diêu kêu em song sinh của mình đem bé Tiền lên trên Sài Gòn trước. Thuê nhà bé Tiền ở. Kenny Diêu ở đây. Để coi ở đây làm gì. Rồi em biết rồi. Em không muốn đi đâu hết. Ghê vậy? Đúng
đu má, khúc này đu má lực mặt lẹ ra cha, nhướng cho nàng này nhướng cho thằng kia. Dắt đi dắt đi, không đi cũng phải đi cho bằng được. Má cái này nhà cửa con ta nuôi lớn mấy ông đủ má, vô nhà muốn bắt cóc là bắt cóc đó cha. Đi em áo vàng đi. Chết chơi chưa, chết chơi người dơi chưa. Chu Vi Kình xin yêu. À, hẹn gặp lại mọi người MV phần 2 đón chờ nhiều bất ngờ. Ok, ok, ok. Đỗ Hiệp trong vai bé Tiền. À. Ôi, cái ông Hoàng Đinh, cái ông Hoàng Đinh là cái ông mà đóng vai Candy Yu vừa xuất hiện ở đầu MV anh em, là đóng cái vai mà y chang gái đến đường đó. Trời ơi trời, ông Hoàng Đinh đóng cái khúc đó vậy hả Candy Yu? Sao ông ác với Hoàng Đinh quá vậy, đủ má cái vai. Tôi đang chờ ông Hoàng Đinh đóng, tôi tưởng đâu cái vai của ông Hoàng Đinh đủ má trong cái MV này căng lắm. Đủ má ông dục cho người ta có khúc kêu ông năm xị năm xị. Cái lô má đó, tôi coi Hoàng Đinh xuất hiện trong MV này bao nhiêu giây. Đây đây đây, bắt đầu đếm giây nha, bắt đầu đếm giây. Nè, giây thứ tư bắt đầu Hoàng Đinh xuất hiện, để tôi coi mấy giây. Giây thứ tư xuất hiện nha. Năm sĩ anh ơi, năm sĩ bao phòng luôn anh ơi, quất 5 cái luôn anh ơi, sướng lắm này anh ơi. Giây thứ 13 mất tiêu. Giây thứ 13, 9 giây. Đồ má ông Kenny Yu này, vừa ông thấy ông chụp hình với ông Hoàng Đinh, ông Hoàng Đinh cũng quen tôi nữa. 9 giây nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ like cho Kenny Yu trước, và sau đó là mình sẽ để lại một cái comment nha. Đã reaction rồi nha. Rồi nha ông bạn. Ông bạn của tôi. Của tôi ơi. À, ông phần 2. Ông nói cho tôi một vai. Vai của tôi có xuất hiện nhiều trong MV như Hoàng Đinh không? Ca. Chúc tiếp. Chúc phần 2 thành công hơn phần 1 luôn nhé. Ok, được quá. Tại anh em biết tại sao tôi phải reaction như vậy không? Ủa tôi comment như vậy không? Tôi comment như vậy là anh em biết tại sao không? Tại vì bữa hổm Kenny có nói với tôi là phần 2 đó là sẽ mời tôi tham gia một cái vai trong MV đó. Một cái vai đó thì mình tạm thời mình sẽ giữ bí mật cho nên mình không muốn nói ở đây. Thì Kenny có hỏi ông có dành một chút xíu thời gian lên tham gia MV với tôi được không, phần 2 đó. Tôi sẽ ôm một vai vô và anh em mình làm MV chơi đó, giúp phụ tôi làm cái MV. Mà bởi vì tôi mới comment vậy đủ mới cho tôi vai, mà cái vai như Hoàng Đinh là chết đỉ mẹ tôi luôn nha ông. Chạy từ dưới quê lên tới trên đông đủ mày cũng xa vãi lồn luôn mà đủ má, lên mắt cắt mà nói các kiểu bận mua đồ vô diễn 9 giây. Chết luôn nha, còn cái vai là phải có cái gì đó ấn tượng cho khán giả chứ, cái vai kiểu này là chết tôi. Mà nói mình nói mà nói chơi anh em ơi, vai nào thì cũng vai nào thì nó cũng là một cái vai, vai nào cũng cái hay của nó, và nó cũng là phải có công sức mình phải diễn nó mới ra được cái vai. Ok, thì nãy giờ mình reaction là tôi vui thôi nha Hoàng Đinh nha. Ok, ông anh em biết tôi mà đúng không, tính tôi vui thôi, không có cái gì đã kích vậy đâu nha. Rồi ok, MV Kennedy xong rồi nha. Đó, phần 2 đó, phần 2 có chừng có tôi nha anh em. Nào mới có chừng cái chỗ này ghi là đủ mà phải có chữ thang thuốc bổ vô à. Dấu ít thang thuốc bổ đàng hoàng à. Ok. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Má có chừng phần 2 tôi ngồi tôi reaction cái MV có tôi luôn á nha anh em. Bye bye, tạm biệt nha.
cái lồn má.